Phương ẩn ý phiếu bầu không công tâm ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, tiết lộ kết quả Lệ Quyên sẽ bị loại. Nửa đêm 28 tháng 12, Thu Phương đã có bài đăng trên fanpage chia sẻ về ý nghĩa của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, đồng thời tiết lộ những bài hát của công diễn 4. Rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận chúc nữ ca sĩ sẽ thành đoàn cùng với các sao nữ khác. Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, khi một tài khoản để lại bình luận, tôi thấy các vòng loại không công tâm, thật sự tôi thích Thu Phương nên còn Thu Phương tôi còn xem. Nữ ca sĩ đã chia sẻ quan điểm của mình. Theo đó, Thu Phương cho rằng những chương trình nghệ thuật bình chọn dựa vào số phiếu của fan sẽ khó tìm được sự công tâm. Fan bình chọn theo con tim và cảm xúc, họ xem nhẹ những việc khác thì mới gọi là fan. Khi yêu thì yêu cả đường đi lối về. Khán giả hãy nên xem đây là một chương trình giải trí và có thêm cơ hội tiếp cận những idol mình yêu thích để khỏi bức xúc. Cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết và sẽ có người rời cuộc chơi dù sớm hay muộn. Điều quan trọng là hình ảnh họ để lại trong lòng người mộ điệu. Thời gian qua, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng liên tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Sau mỗi vòng công diễn, một bộ phận cư dân mạng lại bức xúc về kết quả khi những chị đẹp tài năng góp công nhiều cho cả đội lại phải ra về. Dù có ban cố vấn nhận xét về giọng hát, vũ đạo, khả năng trình diễn, yếu tố cảm xúc, khả năng làm việc nhóm, nhưng quyền bình chọn lại thuộc hoàn toàn về các khán giả tại trường quay. Ở mỗi vòng công diễn, có 357 khán giả nữ được chương trình mời tới chương trình. Tuy nhiên, họ lại không hề được kiểm tra về chuyên môn hay độ hiểu biết cụ thể. Vì thế, họ sẽ dễ bị dao động, bình chọn dựa theo độ nổi tiếng hay cảm tình cá nhân đối với một số nghệ sĩ. Đây không phải lần đầu tiên Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng vướng drama. Thời gian qua, Lệ Quyên liên tục trở thành cái tên vướng ồn ào ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Trên các diễn đàn, netizen tung không ít bằng chứng để khẳng định nữ hoàng phòng trà đang được ekip ưu ái quá mức. Hết được xếp ngang hàng với hai diva Hồng Nhung, Mỹ Linh trong tập 1, Lệ Quyên còn được ngồi vị trí trung tâm poster. Ngoài ra, Lâm Bảo Châu, bạn trai của cô cũng trở thành một trong ba host của chương trình. Ở các vòng thi solo đến công diễn, tiết mục có Lệ Quyên thường bị khán giả đánh giá đơn điệu nhưng vẫn đạt điểm số cao, nên cô liên tục giành chiến thắng, luôn ở vị trí top đầu của chương trình. Gần đây trên trang cá nhân, Lệ Quyên cũng đăng tâm thư dài, ẩn ý ai đó đang cố tình trèo lái mọi thứ, phá hỏng công sức của mọi người trong chương trình. Nữ hoàng phòng trà ám chỉ cá nhân ham hố, thèm khát vinh quang và bất chấp vất hết nỗ lực của người khác để làm bàn đạp riêng. Đến thời điểm hiện tại, Lệ Quyên vướng tin đồn mâu thuẫn với Trang Pháp. Theo đó, giọng ca Chocolate đăng ảnh nhóm cùng tham gia công diễn 3, tác đủ các thành viên từ diva Hồng Nhung, Emily, Huyền Baby, chỉ trừ nữ hoàng phòng trà. Hành động của Trang Pháp khiến cư dân mạng không khỏi nghi ngờ cô và Lệ Quyên xảy ra bất hòa trong quá trình làm việc chung. Cũng từ đây, nhiều người đồn đoán Trang Pháp chính là 1% mà Lệ Quyên nhắc đến trong tâm thư dài. Đến nay, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về những ồn ào này. Được biết, thời điểm mới công bố các chị đẹp tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Thu Phương là một cái tên gây bất ngờ. Thu Phương có vẻ là cái tên gây ngạc nhiên nhất bởi cô vốn dĩ là một tên tuổi kỳ cựu đã hoạt động nhiều thập niên. Với hơn 40 năm hoạt động trong nghề, Thu Phương gây thương nhớ bởi giọng ca da diết, trữ tình và giàu cảm xúc. Loạt tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Thu Phương phải kể đến như ca khúc Chưa Bao Giờ, sáng tác Việt Anh, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, nhạc Trần Quang Lộc, thơ Tô Như Châu, Dòng Sông Lơ Đãng, sáng tác Việt Anh, Đêm Nằm Mơ Phố, sáng tác Việt Anh, Như Chưa Bắt Đầu, sáng tác Đức Chí. Thậm chí, không ít khán giả còn xếp cô vào vị trí diva thứ 5 bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hà Trần. Chia sẻ về quyết định táo bạo này, Thu Phương nói, đây là chương trình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ và nhận được sự quan tâm của công chúng. Tôi muốn gặp gỡ và trò chuyện những người đồng nghiệp của mình thông qua chương trình này. Vì vậy, tôi đã quyết định tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Nữ ca sĩ 51 tuổi sẽ tham gia chương trình Chị Đẹp với tư cách thí sinh, có thể xem là màn lột xác đặc biệt của chính cô. Từ trước đến nay, Thu Phương vốn quen với hình ảnh một danh ca sang trọng đứng trên sân khấu khoe giọng hát nội lực. Việc tham dự show Chị Đẹp chắc chắn đòi hỏi Thu Phương phải từ bỏ hình ảnh quen thuộc, lan xả cùng các đồng đội nữ, thậm chí thực hiện vũ đạo và các phần giản dựng trên sân khấu. Nói về việc chuẩn bị đối diện với những thử thách trình diễn nhóm theo luật chơi của chương trình, cô cũng không quá ngại ngùng. Tôi luôn nghĩ rằng khi trình diễn nhóm sẽ va chạm về cảm xúc, tư duy và quan điểm lẫn góc độ chuyên môn. Đó cũng chính là điều hấp dẫn tôi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Được biết, Thu Phương tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 1972 tại Hải Phòng. Cô là ca sĩ nhạc nhẹ hàng đầu của Việt Nam vào thập niên 90.
Hiện tại, cô đang sống tại Mỹ với người chồng thứ hai là Dũng Taylor cùng 4 người con. Cha và mẹ của Thu Phương đều là công nhân. Cha cô làm việc tại một công ty xây dựng, trong khi mẹ làm việc tại một công ty dịch vụ ăn uống của Hải Phòng. Trong giai đoạn thời thơ ấu khó khăn, cha cô đã truyền đam mê nghệ thuật cho cô. Thu Phương luôn nhớ về sự truyền cảm hứng từ cha mình, còn mẹ cô luôn đứng sau những niềm vui của cô một cách lặng lẽ. Cô luôn cố gắng học tập và sống theo tinh thần của mẹ, người luôn là nguồn động viên đằng sau cuộc sống của cô. Thu Phương bước lên sân khấu lần đầu khi cô mới 12 tuổi, trình bày bài hát Chỉ có một trên đời của nhạc sĩ Trương Quang Lục. Năm 1984, sau khi hoàn thành cấp 2, vào 3 tháng hè, Thu Phương đã tham gia sinh hoạt, học múa và ca hát tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng, trước đây là Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Trong giai đoạn cấp 1 và cấp 2, Thu Phương học tại trường tiểu học Dư Hàng, Hồ Nam và trường trung học cơ sở Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Tại đây, cô trở thành tâm điểm nghệ thuật của trường và tham gia tích cực trong nhiều hoạt động ca hát khác. Cô là một trong những thành viên nổi bật trong đội múa của Cung hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng và đã được các giáo viên gửi đi học múa tại Liên Xô vào năm 1985. Kinh nghiệm học múa tại cung đã giúp cô phát triển thể chất và kỹ năng biểu diễn trên sân khấu. Gia đình Thu Phương có 3 anh em, anh trai là ca sĩ Nguyễn Quang Minh và em gái là hoa khôi thể thao đầu tiên của Việt Nam năm 1993, Nguyễn Thị Kim Oanh. Kể về thời thơ ấu, cô nhớ rằng cả 3 anh em thường biểu diễn ngay từ khi cô mới 6-7 tuổi, làm màn trình diễn cho những khách đến nhà thưởng thức. Em gái Kim Oanh của cô cho biết, Thu Phương có tính cách sôi nổi, quyết liệt và thích thách thức, đúng chất của người Hải Phòng. Trong hai live show Mùa thu của Phương vào tháng 10 năm 2013 và cuối tháng 9 năm 2015, cô lần đầu tiên cùng anh em biểu diễn trên sân khấu với màn hợp ca Thành phố Hoa Phượng Đỏ. Trong thập kỷ 80, cô là thành viên hát chính trong ban nhạc rock Tây Hồ. Vào thập kỷ 90, cô trở thành diễn viên tại nhà hát tuổi trẻ cùng với người chồng đầu tiên Huy MC. Họ trở thành cặp đôi vàng của âm nhạc nhẹ Việt Nam. Thu Phương đã nhận nhiều giải thưởng âm nhạc trong thời kỳ làn sóng xanh, cùng một huy chương vàng tại Liên hoan nhạc nhẹ Việt Nam năm 1995. Năm 2003, cô ly hôn và sang Mỹ để định cư. Cô gặp khó khăn với di trú, nhưng sau đó được chấp thuận và trở thành công dân Mỹ vào năm 2008. Hiện tại, Thu Phương sống tại Irvine, California với người quản lý Clarence Dũng Taylor và 4 người con. Cô cũng tham gia chương trình âm nhạc trong và ngoài nước.